Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hoàn thiện nốt cái tác phẩm than tổ ong của mình. Hôm nay mình cấy rêu và nuôi rêu ở đây. Cái này nó nhỏ quá, đâm ra mình không cho cây vào được. Mình chỉ lấy cỏ thì thành cây mà rêu thì thành cỏ thôi các bạn ạ. Mong các bạn ủng hộ nhé. Hoàn thiện nốt cái tác phẩm từ than tổ ong các bạn ạ. Trông thì nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó cũng có cái hồn riêng của nó các bạn ạ. Cái bình này là bình cơi trầu của cụ mình để lại. Thì hôm nay mình sẽ làm nốt cái tác phẩm ở đây. Trước tiên là mình cho đất sét hòa loãng cho đây. Nhưng mà riêng cái dòng xì than này thì là nó hay hút nước nên cho một lúc cái là nó khô ngay, nên các bạn nếu mà muốn nuôi rêu các bạn về tưới nước thường xuyên từng ngày. Mình trước hết mình cứ cho hết đất sét hòa loãng cho hết vào những cái góc cạnh mình cần cây rêu và cây cỏ. Tuy nó bắn nó lem nhem một tí tí mình phịt cái nào nó cũng sạch hết không các bạn. Thì nó cũng chỉ đơn giản thôi, trông thì nó rất tào lao thôi nhưng mà nó cũng có một cái đẹp riêng của nó các bạn ạ. Nó bé quá khó làm các bạn, càng bé thì cái độ làm nó càng khó, nên đâm ra các bạn nhìn đấy, cái thìa ăn cháo ấy, nó bé nào thì các bạn nhìn rõ luôn đấy, cái bình nó quá nhỏ luôn. Thì cái xỉ than tổ ong này nếu mà ta mở cây rêu và mà ta lúc nào cũng giữ ẩm được tốt thì rêu sống rất tốt các bạn ạ. Đây mình chẳng phải là phóng to hay là phóng bé thì các bạn nhìn cái tỷ lệ nhỏ là các bạn biết ấy. Nhìn cái thìa là các bạn đã hình dung là nó bé nào. Trong đây một lần trắng bám ở viền quanh bình này là vôi các bạn ạ. Vôi ngày xưa cụ mình tôi vôi ở đây. Mình định cạy hết vôi đi nhưng thôi cứ để lại vôi để cho trắng cho sáng cho lỗi. Mà vừa để lại giữ lại kỷ niệm. Vì hôm nay ở trời thời tiết nó cũng mưa, ngoài Bắc này, hiện tại thời tiết nó đang mưa. Thì mình cũng tranh thủ đi làm được nghỉ chiều trưa thì mình cũng tranh thủ làm nốt cái tác phẩm này. Tuy nó không được đẹp và bắt mắt như các bạn nghĩ thì mong các bạn thấy yêu thích thì các bạn hãy cho mình xin một like. Vì công việc mình cũng bận quá, cũng không có thời gian làm. Ban đêm thì cũng về muộn, tầm 9 10 giờ, có hôm 11 giờ mới về được. Nên đâm ra công việc nó bận cũng không có thời gian làm, mà nhất là ban đêm ấy. Ban đêm thì cái ánh sáng nó sẽ không được rõ như ban ngày, nên đâm ra là ban đêm mình cũng muốn làm cũng không làm được vì nó quay khó lắm. Khi các bạn cho đất sét hòa loãng các bạn đặt hết vào thì các bạn cây rêu xong là riêng cái dòng xỉ than tổ ong này nó hay hút nước nên đâm ra các bạn cứ thấy nó cái đất này nó khô rồi thì các bạn cứ cây rêu thôi, tí các bạn phịt nước vào cái là nó tự ăn chân vào mà. Nhưng mà các bạn nhớ hộ mình ngày nào tao cũng phịt nước nhé, phịt nước 2 3 lần để cho nó rêu nó sống. Nếu mà các bạn không phịt nước chỉ cần quên tầm 2 3 ngày cái là rêu chết hết rồi, vì cái sỉ này nó hút nước ác lắm nên chúng ta để cái sỉ nó phải lo nước cơ, nó lo nước thì chắc chắn là nó sẽ không hút được nữa thì cây nó sống được. Mình thì chơi theo tiêu chí là cỏ thành cây mà rêu thì thành cỏ.
thời tiết thì nó cũng mưa, đâm ra là trời nó hơi tối, trời quay nó cũng không được nét mấy các bạn ạ, mong các bạn là thông cảm. Và cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Nếu mà mình có nhiều thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ cố gắng làm được những clip nó hay hơn và sáng tạo hơn, nhưng do thời gian nó cũng không có nhiều nên đâm ra những cái sáng tạo của mình nó cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Mong các bạn thật sự thông cảm. Hôm vừa rồi mình cũng đi săn lùng những cái vật trang trí tiểu cảnh mini, nhưng mà khu mình nó khó quá. Nó thật sự là khó. Khó, toàn tìm những cái loại nó to thôi. Đâm ra cái này mình định là kiếm hai con hươu con đấy, hai con hươu hoặc là hai con nai con đặt cho trong cái tiểu cảnh này rất hợp luôn. Kiểu nó đang đi thong dong gặm cỏ ở trên ven chân núi thì đẹp luôn, nhưng mà nó không có các bạn ạ. Tìm mê con nó bé bằng cái ngón tay của mình đã khó rồi, nhưng mà cái tiểu cảnh của mình lại cần cái hai con lai hoặc là hai con hươu, nó chỉ bé bằng hai cái đầu đũa thôi thì mới hợp được với cái tiểu cảnh này. Chứ nếu mà nó to thì đặt vào thì nó không hợp. Chính ra cái tiểu cảnh này của mình nó phải thêm hai con đấy vào nữa thì mới hợp được các bạn ạ. Nhiều lúc những cái tiểu cảnh của mình làm nó vẫn còn được được không ưng ý, nên đâm ra nó vẫn còn giả dương. Gọi là làm để mình ngắm, để mình chơi thôi. Ai yêu thích thì ngắm cùng, còn ai không yêu thích thì có thể thôi. Hôm nay thời tiết nó mưa quá nên đâm ra là cái bầu trời nó cũng tối, nên đâm ra là cảnh quay nó cũng không được sắc nét. Đây là mình phịt nước này để cho sạch hết những cái đất nó bám ở trên chỉ than xuống và để nó gấm hết vào cho nó nổi cái sỉ tổ ong lên các bạn ạ. Trông thì nó rất tào lao đơn giản nhưng mà cũng có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Nếu mà các bạn cùng đồng ý với mình như vậy thì cho mình xin một like và ủng hộ mình, luôn luôn ủng hộ mình. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua, và hẹn gặp lại các bạn ở video gần đây nhất. Chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.